Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp các trận thi đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết bóng đá du lịch các xã phường thị trấn trên cúp Sumang Fico năm 2022. Trước mắt chúng ta sẽ là trận thi đấu nội dung tứ kết. Trận thi đấu tứ kết đầu tiên của giải đấu giữa hai đội phường Định Sơn thành phố Tây Ninh và xã Trường Hòa của thị xã Hòa Thanh. Đây là trận tứ kết đầu tiên trong 4 trận tứ kết của giải đấu. Đây là các cầu thủ Trường Hòa thị xã Hòa Thành trong trang phục áo sọc trắng xanh, quần xanh. Còn các cầu thủ thành phố các thủ phường Ninh Sơn trong trang phục áo vàng sọc đỏ bên trái mảnh nhỏ gì các bạn. Vậy là ngay sau tiếng còi khai cuộc thì các cầu thủ Ninh Sơn đã dồn ép đối thủ. Đây là Lưu Diễn Phương. Trọng Nghĩa và Văn Đậm chính là hai tiền vệ trụ của Ninh Sơn. Bây giờ bóng đến chân của mình. Bóng được treo thẳng nhà khung thành của thủ môn Phước Đậm, tuy nhiên anh đã ôm gọn bóng. Và trong thời gian vừa qua là hai cầu thủ đang chơi trên hàng tiền đạo của Ninh Sơn. Bóng đã bay vào phía bên góc phải của khung thành, tuy nhiên thủ môn Bảo Vy đã đón trước và tung người cản phá. Trọng tài đã cho cầu thủ Ninh Sơn được hưởng phạt đền, vừa rồi bóng đã chạm tay hậu vệ của Trường Hoa. Cơ hội rất tốt để cầu thủ Ninh Sơn có được bàn thắng mở tỷ số. Người có pha đột phá vừa rồi đó là Tấn Tài. Một cơ hội không thể tốt hơn để cầu thủ Ninh Sơn khai thông thế bế tắc của trận đấu. Đội trưởng Trung Thắng sẽ người thực hiện pha đá phạt đền này của Ninh Sơn. Trung Thắng pha đá phạt rất dễ dàng. Tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Ninh Sơn. Một pha sút penalty chúng ta cùng xem lại pha phạm lỗi của Thanh Triệu. Một pha đá cao chân. Bóng trong chân của Văn Đậm. Tấn Tài. Thì một pha phạm lỗi nữa các hậu vệ áo xanh. Người bị phạm lỗi giờ lần này đó là Tấn Tài. Và nỗ lực dứt điểm không thành công. Và theo bóng của hai đội trưởng hai đội. Qua lại bên phía phần sân nhà. Đây là một pha chuyền dài dành cho Duy Thuận. Duy Thuận đã không thể theo kịp bóng. Ôi.
Vậy là trọng tài Đặng Quang Minh đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, trận thi đấu giữa Ninh Sơn và Trường Hoa. Kết thúc hiệp 1 thì các cầu thủ Ninh Sơn đang tạm thời dẫn trước 1-0 với bàn thắng trên chấm penalty của đội trưởng Nguyễn Trung Thắng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ phút trước khi đến với hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu này. Xem những lực của Trường Hoa có đem lại kết quả hay không. Thế trận đang là rất tốt. Đây là pha đá phạt dành cho các cầu thủ Trường Hoa. Rất có thể sẽ là một pha sút bóng thẳng. Pha sút phạt của các cầu thủ Trường Hoa, bóng đã đi không chính xác. Hãy đẩy cao đội hình chờ tấn công. Cơ hội dành cho Trường Hoa. Pha đổi cánh rất tốt. Cơ hội dành cho các cầu thủ Trường Hoa. Sút và sút bóng quá nhẹ. Cơ hội thuận lợi, tuy nhiên rất đáng tiếc là Thiện Đạt
lại dứt điểm quá nhẹ. Vừa rồi nếu như Thiện Đạt bình tĩnh hơn, cầm bóng đi thêm vài nhịp nữa thì cơ hội sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Pha rất tốt trong đội hình của Ninh Sơn ở những phút thi đấu vừa qua. Minh Bo đã quyết định thực hiện một pha đá thẳng vào phía khung thành của Ninh Sơn, tuy nhiên bóng nó chạm màn rào, phạt góc dành cho các cầu thủ Trường Hoa. Các cầu thủ Trường Hoa đang khởi đầu hiệp thi đấu thứ hai này rất tốt, đội hình được đẩy cao và liên tục tạo ra các pha tấn công vào phía khung thành của Ninh Sơn. Pha đá phạt của Thiện Đạt. Sút. Pha dứt điểm không có nhiều nguy hiểm của các cầu thủ Trung Hoa. Giờ một sự thay đổi người có thể nói là tương đối bất ngờ khi Diễn Đông vào. Bóng vẫn còn trong sân. Quốc Hòa. Pha phối hợp giữa Quốc Hòa và Minh Bo. Vẫn là Minh Bo. Pha phối hợp của các cầu thủ Trung Hoa. Cơ hội sút. Không vào. Cơ hội rất thuận lợi, tuy nhiên các cầu thủ Trường Hòa đã không tận dụng thành công một pha đối mặt với thủ môn Phước Đậm. Tuy nhiên pha dứt điểm vừa rồi là quá nhẹ và thủ môn Phước Đậm đã ôm gọn được bóng. Chúng ta cùng chờ xem cầu thủ nào là thực hiện pha dứt điểm vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi. Một cơ hội quá thuận lợi, khoảng cách chỉ là khoảng 12 mét mà thôi. Tuy nhiên pha dứt điểm là quá nhẹ. Người dứt điểm vừa rồi có vẻ như đó là của Thanh Phong. Bóng đã về chân của Phi Phụng. Trăng Bàn gặp thị trấn Gò Dầu của huyện Gò Dầu. Các hậu vệ bên phía Trường Quang. Chúng ta cùng xem lại một pha dứt điểm có thể nói là rất đẹp mắt của Minh Sơn. Chỉ đáng tiếc là bóng đông đi vào phía khung thành mà thôi. Phản công dành cho các cầu thủ Trường Hoa. Minh Bo. Bá Tòng. Các cầu thủ Trung Hòa đang gặp khó khăn. Các cầu thủ Trường Hòa có sự thay đổi người. Số 8 Châu Minh Hy rời sân, số 16 Bảo Khánh vào sân. Một sự thay đổi trên hàng công của các cầu thủ Trường Hòa. Thêm một pha đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Ninh Sơn.
Nếu như có được bàn thắng trong khoảng thời gian này thì xem như các cầu thủ Ninh Sơn đã định đoạt được trận đấu. Vào! Như vậy là các cầu thủ Ninh Sơn đã tận dụng được pha đá phạt góc rồi và có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người có pha lập công đó là Nguyễn Minh Sơn. Nguyễn Minh Sơn đã một pha băng cắt rất đẹp mắt và dứt điểm vào góc gần. 2-0 dành cho Ninh Sơn, chiến thắng đã đến gần hơn đối với các cầu thủ Ninh Sơn. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này của Minh Sơn. Không có ai theo kèm Minh Sơn và đó là một pha dứt điểm cũng khá nhạy cảm. Bóng quá sâu. Vẫn là Minh Tâm. Đây sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ Ninh Sơn làm giảm nhịp độ. Minh Tâm, Minh Sơn. Phối hợp giữa Minh Tâm và Minh Sơn vẫn đồng đang rất trống trải phía trong. Minh Tâm, Minh Tâm. Một bàn thắng quá dễ dàng dành cho Ninh Sơn. Pha độc diễn của Minh Tâm. Võ Minh Tâm có một pha đi bóng và dứt điểm vào góc xa khung thành của Trường Hoa, nâng tỷ số lên 3-0. Chiến thắng đã chắc chắn thuộc về các cầu thủ Ninh Sơn. Chúng ta cùng xem lại một pha dứt điểm đưa bóng vào góc xa và không có cơ hội dành cho thủ môn Bảo Vy. Tỷ số 17, Nguyễn Luân Hoàng vào sân. Trần Quốc Vũ là người rời sân. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Trường Hoa. Tuy nhiên pha xử lý lại là nóng vội. Phạt góc dành cho Trường Hoa, cơ hội để cho các cầu thủ Trường Hoa có được bàn thắng danh dự. Và ba người để cản phá của thủ môn Phước Đậm. Phước Đậm đã từ chối cơ hội của Trường Hoa. Hiệp thi đấu thứ hai sẽ được cộng thêm 1 phút và có thể nói chiến thắng đã thuộc về Ninh Sơn.
Minh Tâm. Thì một pha xử lý nữa của Minh Tâm, tiếp tục là bàn thắng dành cho Minh Tâm. Một lần nữa thì Minh Tâm có pha độc diễn trong vòng cấm của các cầu thủ Trường Hoa. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Minh Tâm, cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. Các cầu thủ Ninh Sơn đã giành chiến thắng trước Trường Hoa tỷ số 4-0 ở trận tứ kết đầu tiên giải bóng đá vô địch các xã phường thị trấn trên cúp xi măng Vico Tây Ninh lần 1 năm 2022. Pha dứt điểm vào góc gần của Minh Tâm. Quý vị và các bạn thân mến, buổi trực tiếp trận thi đấu giữa hai đội Ninh Sơn và Trường Hoa trong khuôn khổ